Từ ngày 1 tháng 8, các phương tiện chở hàng qua các lối thông quan, đường chuyên dụng thuộc cặp cửa khẩu quốc tế hữu nghị Việt Nam, hữu nghị quan Trung Quốc phải tuân thủ quy định vận tải hàng hóa quốc tế. Sau nửa tháng triển khai quy định trên, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu tại Lạng Sơn vẫn diễn ra ổn định và thông suốt. Để khắc phục tình trạng vẫn còn một số doanh nghiệp chưa nắm rõ đầy đủ thông tin vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu qua các lối thông quan, đường chuyên dụng thuộc cặp cửa khẩu quốc tế hữu nghị quan, các lực lượng chức năng đã thường xuyên phối hợp, tuyên truyền và hỗ trợ doanh nghiệp xử lý các vấn đề phát sinh. Hiện tại cái lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Âm Thanh so với cái thời điểm trước thì là một ngày thì là vẫn diễn ra bình thường. Thời điểm đối với hàng xuất khẩu thì khoảng 70 đến 90 xe hàng xuất khẩu một ngày. Hàng nhập khẩu thì khoảng từ tầm 190 cho đến 220 xe nhập khẩu một ngày. Chính cục Hải quan Tân Thanh phối hợp cùng với các lực lượng trên cửa khẩu, lực lượng chức năng trên cửa khẩu sẽ là giải đáp các cái vướng mắc mà trong cái quá trình thực hiện để nhằm tháo gỡ những cái khó khăn của doanh nghiệp nếu khi có cái vướng mắc phát sinh. Phương thức giao nhận mới thì theo cá nhân tôi thì nếu mà giữ được cái kết hợp song song giữa cả mới cả cũ thì để doanh nghiệp thích nghi dần dần thì sẽ tốt hơn. Các cái xe có thể sang tải sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hơn là bây giờ cứ phải đi sang thẳng Trung Quốc. Bên cạnh đó, để hoạt động xuất nhập khẩu được diễn ra thông suốt, các lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu cũng đã linh hoạt áp dụng kịp thời các biện pháp nghiệp vụ khi phát sinh sự cố lỗi hệ thống điện tử. Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 6 tháng 8 năm 2024, hệ thống hải quan điện tử thì có gặp sự cố, thì chi cục cũng đã hướng dẫn tuyên truyền cho các doanh nghiệp để thực hiện cái tờ khai giấy. Hôm sau thì hệ thống lại thông quan và hoạt động bình thường. Do vậy là các doanh nghiệp vẫn tiếp tục thực hiện cái thủ tục hải quan điện tử bình thường mà không xảy ra cái hiện tượng ách tắc hàng hóa cũng như là cái vướng mắc khó khăn gì. Triển khai phương thức giao nhận hàng hóa theo quy định vận tải hàng hóa quốc tế là phù hợp với thực tiễn, giúp tăng thu ngân sách cho tỉnh, tạo điều kiện công việc cho nhân dân biên giới. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, các lực lượng chức năng cần tăng cường công tác quản lý, giám sát, tích cực tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tránh những vướng mắc phát sinh. Thưa quý vị, nhằm góp phần khơi thông tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, tọa đàm phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp hướng tới chuyên nghiệp bền vững do tạp chí Nhà đầu tư tổ chức đã diễn ra sáng nay tại Hà Nội. 7 tháng năm 2024 có 174 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thành công với khối lượng 161,5 nghìn tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ năm 2023. Mặc dù thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể, nhưng vẫn tồn tại nhiều vấn đề cần được giải quyết để đảm bảo sự phát triển bền vững và ổn định. Một số doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp có tình hình tài chính không ổn định, thiếu minh bạch về thông tin tài chính. Điều này dẫn đến nguy cơ không trả được nợ khi đến hạn, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư. Việc cải thiện tính minh bạch, tăng cường quản lý và giám sát cũng như nâng cao chất lượng tổ chức phát hành là những giải pháp cần thiết để khắc phục tồn tại này. Chỉ khi đó thị trường trái phiếu doanh nghiệp mới thực sự trở thành kênh huy động vốn hiệu quả và đáng tin cậy cho các doanh nghiệp Việt Nam. Thưa quý vị, nhằm giúp doanh nghiệp nắm bắt và hiểu rõ các quy định mới về rừng của EU, giúp doanh nghiệp có kế hoạch, biện pháp và lộ trình điều chỉnh các hoạt động sản xuất hàng xuất khẩu, chương trình đào tạo nâng cao năng lực phát triển xuất khẩu xanh do Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương tổ chức đã diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Theo Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, châu Âu là thị trường xuất khẩu quan trọng các mặt hàng liên quan đến nạn phá rừng, bao gồm 50% cà phê và 60% cacao của thế giới. Do đó, quy định không phá rừng nhằm giảm tác động của các sản phẩm do công dân EU mua đối với các khu rừng và diện tích rừng trên thế giới. Quy định giảm mất rừng và suy thoái rừng EUDR được đề xuất nhắm vào những mặt hàng có tác động lớn đến nạn phá rừng và một số sản phẩm có nguồn gốc từ chúng như cà phê, cacao, đậu nành, dầu cọ, gia súc, gỗ và sản phẩm gỗ. Theo đó, các công ty điều hành có nghĩa vụ tiến hành thẩm định để đảm bảo chỉ những sản phẩm không sản xuất trên đất phá rừng mới được phép vào thị trường EU và phải chứng minh rằng hàng hóa không được sản xuất trên bất kỳ vùng đất nào bị phá rừng hoặc suy thoái sau ngày 31 tháng 12 năm 2020. Thưa quý vị, với quy mô 1.100 ha, Tăng Lòng là khu công nghiệp khai khoáng và luyện kim lớn của cả nước, đồng thời cũng là điểm nóng về vấn đề ô nhiễm môi trường. Để từng bước cải thiện môi trường, tỉnh Lào Cai và các cơ quan đơn vị đã chú trọng việc thu hút đầu tư các nguồn lực cho xử lý tái chế chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại từ nguồn phát sinh.
Nhà máy hóa chất Đức Giang là doanh nghiệp đầu tiên tại khu công nghiệp Tàng Lỏng, tỉnh Lào Cai, đầu tư gần 200 tỷ đồng cho hệ thống xử lý tái chế bãi thải thạch cao. Mỗi năm xử lý được khoảng 5.000 tấn thạch cao nhân tạo làm phụ gia xi măng, giảm 60% công suất thải ra hàng năm. Cung cấp cho thị trường xi măng để đảm bảo là đầu ra và đầu vào cân bằng khi sản xuất. Như vậy sẽ không phát sinh chất thải rắn trong nhà máy, đảm bảo công ty sản xuất được lâu dài. Đi vào hoạt động hơn 10 năm nay, bãi chứa chất thải Jeep của nhà máy DAP số 2 Lào Cai hiện đang ở mức báo động đỏ vì quá tải. Bãi thải này cũng đã từng xảy ra sự cố vỡ bờ đập gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp và nguy hại đầu tiên tại khu công nghiệp Tàng Lỏng vừa được tỉnh Lào Cai khởi công mới đây sẽ góp phần giải quyết bài toán chất thải này. Dự án được tỉnh Lào Cai hết sức quan tâm, ủng hộ với kỳ vọng đóng góp phần không nhỏ vào sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng xanh và bền vững, giải quyết cơ bản vấn đề xử lý chất thải công nghiệp và sinh hoạt, đặc biệt là trên khu công nghiệp Tàng Lỏng. Cùng với giải quyết chất thải rắn, tỉnh Lào Cai cũng nỗ lực xử lý vấn đề khí thải và nước thải thông qua hệ thống quan trắc môi trường và các nhà máy. Năm 2023, từ hoạt động kiểm tra giám sát, các lực lượng chức năng đã xử lý 9 đơn vị vi phạm về môi trường với số tiền trên 1 tỷ đồng. Công tác xử lý chất thải công nghiệp, khí thải, nước thải thì đã được thực hiện tương đối là đầy đủ. Các cái nguồn thải đều được tiến hành đấu nối vào các cái hệ thống xử lý nước thải tập trung. Các cái vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đã giảm đi đáng kể. Trên cái tinh thần quan điểm chung ấy, chỉ đạo ấy thì là các cái hành vi vi phạm mà cần phải được ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thực tế tại nhiều khu công nghiệp cho thấy, nếu đầu tư tương xứng việc xử lý, tái chế chất thải công nghiệp ngay từ nguồn phát sinh sẽ mang lại lợi ích kép cả về kinh tế và môi trường. Việc xử lý, tái chế biến nhiều loại chất thải thành tài nguyên sẽ giảm thiểu phát tán chất gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.